Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 biến thành Suối Tiên sẽ không đưa về kịp so với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch ngày 10 tháng 4, đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về cảng Cát Lái để tiến hành lắp ráp tại công trường. Dự kiến cuối tháng 6 sẽ chạy thử. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, đối tác tại Nhật Bản phải thay đổi kế hoạch, lùi lại vài tuần. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết, tuyến metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn có 7 toa do công ty Hitachi Nhật Bản sản xuất. Các đoàn tàu sẽ nhập về theo từng giai đoạn để lắp ráp, chạy thử, sau đó đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên đã hoàn thành 72% khối lượng công việc, dự kiến cuối năm nay đạt 85%.